Trải qua hơn 100 năm hoạt động, cầu Long Biên nay đã xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn thành cầu thép đã hoen rỉ, bong chóc, một số đoạn đã cong vênh nguy hiểm như thế này. Xuống cấp như vậy, tuy nhiên hàng ngày lượng xe cộ, tàu hỏa lưu thông qua cây cầu trăm tuổi vẫn không giảm đi. Cõng trên lưng hàng ngàn lượt xe lưu thông và hàng chục chuyến tàu qua lại, cầu Long Biên đang oằn mình, chờ ngày được bảo dưỡng. Không khó để nhận ra ngay cả những thanh tà vẹt như thế này cũng đã mục ruỗng phải thay thế. Mình thấy dịch dược, ngày nào cũng dịch dược của trên cầu này, trông một mắt thực tế lên biết là nó dỉ như thế này. Nói chung nó sẽ nhiều với hai là khả năng khôi phục lại như giá cũ của nó ở các từ cái nhịp 9 trở đi đằng kia. Thì nó xuống cấp nhiều, nó xuống cấp ở đây, nó giảm tải trọng rồi. Trải qua hơn 100 năm, cầu Long Biên nay đã trở thành chứng nhân cho một thời kỳ hào hùng, trở thành một di sản đặc biệt của Hà Nội. Tuy nhiên, cây cầu trăm tuổi này hiện đang xuống cấp trầm trọng với những vết thương khó giấu. Do tải trọng yếu nên cầu rung lắc rất mạnh mỗi khi có những lượt xe cộ đi qua. Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng, có quy mô lớn nhất thế kỷ 20. Dài 1.862m qua sông và hơn 1.300m qua hai bờ sông với 18 nhịp, 20 trụ đỡ, cao hơn 20m. Hiện tại, với tình trạng xuống cấp trầm trọng của cây cầu trăm tuổi, nhiều người dân thủ đô không khỏi lo lắng trước khả năng cây cầu nổi tiếng gắn bó với bao thế hệ người Hà Nội có thể bị biến mất nếu không được quan tâm sửa chữa kịp thời.